Hôm nay chúng ta đã nói một cái vấn đề mà nó rất là đơn giản đối với những người mà đã có thâm niên về đầu tư rồi, đúng không? Nhưng mà những người mà chưa có thâm niên thì họ chưa biết, chưa hiểu hết được cái chỉ số này và chưa biết đến đó là cái chỉ số ROE. ROE gọi là Return Equity, nó là cái tỷ suất lợi nhuận ròng trên cái vốn chủ sở hữu và phản ánh cái năng lực sử dụng đồng vốn của doanh nghiệp để sinh lợi, đúng không? Cái doanh nghiệp nào mà đã tính toán trên cái chỉ số ROE lớn thì đồng nghĩa với việc mà năng lực vốn của cái doanh nghiệp đó nó lớn. Người ta thường nói là một đồng vốn bốn đồng lời là như vậy. Và trong trường hợp này ta sẽ đi lần lượt tuân theo tìm hiểu. Đầu tiên ở đây tôi có một cái khái niệm như thế này, ROE là cái tỷ suất quan trọng, đúng không? Vậy thì làm sao để tính được cái chỉ số ROE? Người ta thường lấy lợi nhuận ròng chia cho vốn chủ sở hữu. Ở đây thì tôi thường tính toán như thế này các bạn, tôi thường lấy là ROE chính là bằng, tôi sẽ lấy là lợi nhuận sau thuế của 12 tháng chia cho cái vốn chủ sở hữu. Trong thời gian hiện tại, trong quý gần nhất, xem thử cái tổng doanh thu, tổng lợi nhuận sau thuế đến cột này trong năm 2014-13 là tính theo quý đấy, một hai ba bốn thì là tổng lợi nhuận sau thuế chúng ta sẽ copy vào, copy cái giá trị này. Quý 1, quý 2, quý 3 như thế. Đây thì bạn sẽ copy nó ra Excel như thế này. Lợi nhuận của quý 1 là quý 2, quý 3 và tiếp theo là bạn nhìn thấy lợi nhuận ròng chia cho vốn chủ sở hữu. Bây giờ bạn phải tính đây là lợi nhuận ròng còn bây giờ bạn phải tính thêm vốn chủ sở hữu. Bây giờ chúng ta phải tính cái vốn chủ sở hữu này. Chúng ta lên trang, chúng ta kéo xuống vốn góp đầu tư dài hạn không tính nữa, vốn các quỹ tổng tài sản không tính nữa. Vậy thì cái vốn chủ sở hữu nó là cái nào? Chính là vốn mà các quỹ này copy lại, nên nhớ
nên nhớ là cái quý đầu tiên thôi đúng không? Không 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 tính cái quý tính cho cả bốn quý mà chỉ cho một quý thôi. Anh sẽ qua chú ý đấy. Đấy đúng không? Thì các bạn lấy lợi nhuận của 4 quý, lợi nhuận ra của 4 quý cộng lại với nhau. Để tôi sẽ lấy nhé. Đây tôi đã có một cái bảng trên Excel sẵn rồi. Chúng ta phải tính để cho các bạn lấy bạn có thể tính qua Excel này rồi, hoặc là các bạn lấy máy tính ra tính. Tôi thường thường trên tôi ít sử dụng máy tính như thế rồi. Hay sử dụng tôi hay sử dụng máy tính cầm tay thôi. Cộng lại nhau cộng lợi nhuận 4 quý cho các bạn chia cho 4 chủ sở hữu đấy, chia cái này hay nói cái khác cái lợi nhuận ròng cái 4 chủ sở hữu nó lấy lợi nhuận ròng chỉ cho 4 chủ sở hữu. Đấy, các bạn lấy máy tính ra, các bạn tính ra được cái chỉ số ROE như thế. Các bạn tính ra được 30%. Thì ở đây các bạn sẽ tính ra được là bây giờ mình đã tính ra được. Tính ra được là 0,17. Không phải 17, các bạn đổi ra phần trăm là 17%, đúng không? Mà chúng ta để ý này, trong cái lý thuyết nó có nói lý thuyết thật rồi, nó cũng trên 15% mà một cái công ty nào có chỉ số ROE trên 15% là công ty đó ổn, có cái lợi nhuận nó cái đồng vốn mà nó đã tích lũy được đồng lời nó khá khá. Nên cho nên tôi nhắc lại một lần nữa, cứ trên 15% là ổn. Đấy, ở đây thì cái hình mà tôi đã nghĩ rồi đây nó có vớ vẩn cũng như các bạn cứ lấy lợi nhuận sau thuế của công ty này, đúng không, chia cho cái vốn chủ sở hữu, được chưa? Tức là chỗ này là công ty mẹ là có phần không đúng nhỉ? Chỗ công ty mẹ à, chỗ này có phần không đúng, tại vì cho nó không đúng. Có những trường hợp chúng ta đang xét cái công ty mà cái công ty chúng ta đang xét thì công ty mẹ thì nó không liên quan gì hết. Do vậy chỗ này là chúng ta phải lưu ý đó. Đấy, và người ta thường thì tính cái tỷ suất sinh lợi trên cái vốn chủ sở hữu bình quân trong kỳ để phản ánh chính xác quá trình
lãi đồng chúng
thường là trong năm mà 10 tỷ AB với nhau tổng tài sản vẫn là 25 tỷ AB vẫn tài tổng tài sản liên quan với nhau đúng không? R3 nó sẽ bằng lãi ròng chia cho tổng tài sản thì nó bằng 10 tỷ đúng không? Chia cho 25 tỷ là bằng 40%. Hay nói cách khác ấy, hay nói cách khác đấy thì cứ 10 đồng tài sản sử dụng cho kinh doanh thì sẽ được thu là 4 đồng trong vòng 1 năm AB sử dụng tài sản kinh doanh với nhau. Vậy thì mua cổ phiếu của thằng nào đấy đúng không? Ta phải tính cái chỉ số ROE đúng không? ROE bằng lãi ròng chia cho vốn chủ sở hữu. Với A, A thì có lãi ròng là 10 tỷ, vốn chủ sở hữu của nó là 20 tỷ bằng 50%. B thì bằng 10 tỷ chia cho vốn chủ sở hữu của nó là vốn chủ sở hữu của nó là 10 tỷ là bằng 100%. Như vậy là A là lãi được 50% vốn, B là lãi được 100% vốn. Vậy thì ta chọn B là chọn B là chọn B là. Khi mà ROE B thì ROE B nó cao hơn ROE A đấy, vì ROA của hai thằng trên như nhau cho nên ta lại xét đến công thức là tính SR đấy. Xét đến mối quan hệ ROA bằng với SR trên. Ở đây là cũng nhớ đấy, trong trường hợp rủi ro công ty bị phá sản thì chủ nợ sẽ thu hồi vốn trước. Các bạn là người bỏ vốn tham gia sở hữu công ty thì sẽ được chi trả sau cùng. Nếu bán hết tài sản mà cũng như về tồn trả nợ thì các bạn trong trường hợp này các bạn no rồi. Và tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số công ty đầu ngành mà có chỉ số ROE khá cao là Hà Đô trong những năm 2009 đến 2011. Các bạn tính toán doanh thu lợi nhuận của nó khá khá lớn, có cái ngành cao su Đà Nẵng, cao su Đồng Phú, cao su Phước Hòa, có công ty Vinamilk, công ty Vietcombank, đó là đều công ty đầu ngành. Và tôi cái bài mà chúng ta tìm hiểu là chỉ số